Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh lớp Android của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà tạo thư mục hình ảnh cho điện thoại, đặc biệt là các bạn sử dụng điện thoại chạy hệ điều hành Android và nhất là các bạn sử dụng dòng điện thoại Samsung. Để làm được điều này thì các bạn chạm vào cái nút ứng dụng ở góc bên ở phía dưới góc bên phải màn hình điện thoại của bạn. Bạn chạm vào nút ứng dụng. Sau đó các bạn tìm đến cái thư mục, đó là thư mục hình ảnh ở trên điện thoại của bạn. Các bạn chọn đến thư mục đó là bộ sưu tập. Bạn chạm vào cái mục bộ sưu tập có hình bông hoa, bộ sưu tập hình ảnh của các bạn. Sau đó các bạn chạm đến cái mục có hình cái folder và có dấu cộng ở sát cái nút mà chụp ảnh ở phía trên góc bên phải màn hình điện thoại của các bạn. Các bạn chạm vào cái nút đó để tạo thư mục. Đầu tiên các bạn sẽ tạo thư mục. Đó, các bạn hãy chọn tên cái album mà các bạn muốn đặt tên. Ví dụ như là mình muốn đặt tên cái album này là album hình ảnh về gia đình đi. Mình sẽ chạm vào đặt tên là gia đình. Đặt tên là gia đình. Sau đó mình chạm vào cái nút là tạo. Đó. Sau đó mình đã tạo được cái thư mục là gia đình rồi và mình vào trong cái thư mục hình ảnh của mình. Vào trong cái thư mục hình ảnh. Sau đó mình tìm những cái hình ảnh mà có liên quan đến cái mục gia đình, mình chạm vào đó và di chuyển vào trong cái thư mục gia đình. Ở đây mình có những cái hình ảnh của gia đình mình đã chụp rồi, mình di chuyển vào đó. Mình chạm vào đó. Mình chọn, nhấn nút chọn vào cái thư mục hình đó, nhấn tích vào cái ô vuông đó. Tích vào cái ô vuông ở ngay cái hình ảnh đó. Mình chọn cái thư mục gia đình. Đó, đây là cái thư mục gia đình và mình di chuyển nó vào trong cái thư mục gia đình bằng cách là mình sẽ kéo và mình sẽ đè thật là lâu vào trong cái hình đó. Bằng cách là mình sẽ đè thật lâu vào cái tấm những cái hình mà mình đã chọn rồi đó, mình đè thật lâu vào tấm hình đó thì nó sẽ nhảy lên như thế này, nó sẽ gồm những cái hình mà mình đã chọn rồi. Và mình chỉ việc kéo nó vào trong cái chỗ cái hình có cái tay người ta đã ghi là kéo vào đây, mình sẽ kéo nó vào đó. Rồi, mình thả vào đó. Thì lúc này tất cả những cái hình ảnh mà về gia đình mình đã di chuyển hết nó vào trong cái thư mục đó là gia đình rồi. Tương tự như vậy thì mình muốn làm một sau khi mà các bạn đã chọn xong những cái thư mục mà có liên quan đến gia đình xong á thì các bạn chọn là nút xong. Lúc này á nó sẽ hỏi mình là sao chép hoặc là di chuyển các mục đã chọn từ album gốc, thì mình sẽ chọn nếu mà các bạn muốn cái hình của các bạn nó vẫn lưu ở hai nơi, một nơi đó là hình ảnh và nơi là gia đình á, thì các bạn chọn là chép. Còn nếu như mà các bạn muốn cái hình của các bạn nó di chuyển, có nghĩa là nó sẽ không lưu ở cái mục hình ảnh nữa mà nó lưu ở cái thư mục gia đình thôi, lưu ở một thư mục thôi, thì các bạn chọn nút di chuyển. Thường thường là chúng ta sẽ chọn cái nút di chuyển chứ không chọn những cái nút khác. Thì bây giờ các bạn chọn một cái nút di chuyển. Lúc này tất cả những cái hình ảnh ở trong cái thư mục hình ảnh nó sẽ đã di chuyển sang cái mục đó là gia đình rồi và nó không còn nằm ở trong cái thư mục hình ảnh nữa. Xong, như thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để mà tạo thư mục trên điện thoại. Đối với các bạn sử dụng hệ điều hành Android và đặc biệt là các bạn sử dụng dòng điện thoại Samsung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.